Trước ý kiến đề nghị về việc thực hiện 5K cộng vaccine và cộng xét nghiệm, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết rằng Bộ không khuyến khích người dân tham gia xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Bởi lẽ nếu kết quả âm tính thì sẽ gây ra tâm lý chủ quan và lơ là phòng dịch. Tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, các chuyên gia cho biết gần đây thì có một số người cho rằng việc xét nghiệm nhiều đang được khuyến khích, thậm chí có người thì còn đề nghị thực hiện 5K cộng vaccine cộng xét nghiệm. Về việc này, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết chủ trương Bộ Y tế không khuyến khích người dân tham gia xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Và lẽ nếu xét nghiệm có kết quả âm tính sẽ gây ra tâm lý chủ quan lơ là trong phòng chống dịch. Bộ Y tế không có quan điểm 5K cộng vaccine cộng xét nghiệm mà chỉ có 5K cộng vaccine. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nhấn mạnh tinh thần thực hiện xét nghiệm phải rất tiết kiệm vì chi phí rất đắt. Theo đó, các địa phương phải có chiến lược xét nghiệm tầm soát trên diện rộng rất khoa học để dự báo trước cùng với việc đuổi theo và truy vết F1, F2.